Rồi, chào anh em nha. Sáng nay mở mở chạc ra nhìn giật mình, đưa xe hôm qua lên lần 5.000 giá, không có nhiều lắm. À, giật một phát lên 5.000 giá. Từ 51.100 lên 56.280 mấy, hơn 5.000 giá, 5.100 giá. Do có cái tin là Vương quốc Anh á, Vương quốc Anh đang xem xét là chấp nhận Ripple. Của tình hơi bị sốc ha. Nhìn cái trang này là biết chúng ta sẽ không không nên sell rồi ha. Và tôi nói các bạn, tôi nói rất nhiều lần rồi, tất cả những cái rút, những cái kênh hay là những tín hiệu gì đó mà cho các bạn sell cũng chỉ là tham khảo, và các bạn phải tỉnh táo, đừng bao giờ đánh ngược trend ha. Ngược trend cái kết nó rất là viên mãn. Bữa giờ nhiều người sell con BKC, sell con EKH, sell con cô ti, sell nhiều con altcoin và viên mãn hết rồi à. Cái vấn đề nằm ở cái chỗ đó, là các bạn có rút được bài học gì, có đánh giá được cái chất lượng của cái tín hiệu đó nó cho các bạn, hay là nghe theo lời nó xong rồi vẫn còn bây giờ vẫn còn đi theo nó nữa à. Cái đó là rất là tồi, rất là dở à. Nội những cái việc đó thôi là chúng ta đánh giá được cái người mà cái bên mà cho kèo, cái người mà cái người mà cho chúng ta cho kèo chúng ta đánh, mà họ nhận định thị trường như thế nào, chất lượng của họ như thế nào, trình độ như thế nào rồi ha. Mình vừa nói rồi, đừng bao giờ đánh ngược trend, đừng bao giờ đánh ngược trend, ok ha. Rồi đây bữa nay thì canh xuống mai lên, khỏi nói rồi. Chúng ta nhìn 4 giờ nó lên một cây như vậy, nhìn đây một nè. Thật tới đây một, đây là một cái dạng mô hình cờ và nó còn lên nữa chứ nó chưa dừng lại đây đâu. Nó khi dừng lại đây đâu, chúng ta nhìn đây là một cái dạng mô hình cờ đó. D1 đây là một dạng mô hình cờ và nó còn lên nữa. Nó lên đến 60k, nó lên đến 60k. Nếu mà đi theo mô hình cờ nó còn lên tiếp nữa, có nghĩa là còn 4.000 giá để lên nữa đó à. Cho nên đừng có dạng mà sell nha. Và cái nhịp lên này á, nó sẽ chững lại, sau đó nó lên ít, thì cái giai đoạn mà chững lại như vậy á thì ông có nó bay bằng đó. Nè, nó bay cho banh nóc luôn. Nhiều to lắm, nhất là EKH, để ý. Về chúng ta nhìn cái chart lớn hơn của phần BTC, thì chúng ta sẽ nhìn rõ, rất rõ cái vấn đề của nó. Đây. Hiện tại cái vùng này được phá chưa? Cái vùng này được phá chưa? Và với cái lực này thì nó sẽ lên, nó lên cái TP chỗ này. Nó lên đến cái nền giá này. 60k. Đây là cái vùng nền giá mà nó sẽ lên, lên. Rau nó có thể nó lên tới đây luôn. 105k. Và bây giờ nó đang chinh phục lại cái đường vùng đỉnh cũ này. Cái vùng này nó đã phá qua rồi. Cái vùng này là vùng nền giá rất là dày. Và ở đây cũng rất là dày. Nhưng từ cái đoạn này cho đi nền giá này không dày lắm. Cho nên nó rất là dễ dàng lên cái đây. Đừng có dại mà đi sell, nhất là cái kênh của thằng Rô của nó, các bạn kênh kênh tín hiệu của bên nước ngoài Rô. Thậm chí có mấy thằng Việt Nam nó lấy kèo, nó lấy về sao nó bán lại cho các bạn vô này các bạn chết nha. Cái đó chỉ là tham khảo thôi, mình đã dạy nè. BNB thì sáng nay đã được vượt lên 400 rồi, vượt lên 400 rồi nè. Đó, EKH thì thôi khỏi nói, 3.300 rồi nè. EKH chạc giống không, giống 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 BKC không, nhìn thử xem giống không. Đây cũng lớn luôn đó. Đây con cyber thì cũng sắp lên TP rồi, cho nên hôm nay cứ canh xuống vài lần. Và nói luôn với các bạn, đánh á thì cảnh báo, đừng có dạy mà mang cái tư duy là chốt rồi, chốt non rồi. Chính những cái tư duy trong đầu các bạn mà gọi là chốt non rồi á thì thường mấy hàng đó nó cháy, nó mất tiền rất nhiều. Các bạn để ý đi, để trong rút đi, thông tin để ý tận nghiệm là bản thân xem tại sao bạn phải không. Tại vì ngày nào mà trong đầu các bạn còn mang cái tư duy là chốt non rồi là ngày đó các bạn còn tiếp tục, các bạn đu tiếp nữa, đu tiếp dần dần lên cái mức cao. Mỗi lần các bạn vào một cái lệnh mới là các bạn phải hiểu cái vị thế của bạn, cách của các bạn không đẹp, vị thế không còn đẹp nữa, và đu cũng giá cao hơn. Cho nên nếu như những cái người mà người ta hiểu các bạn trong thị trường này, người ta sẽ cảm nhận được, người ta thấy rất nhiều cái rủi ro, cực kỳ nhiều rủi ro, rất nhiều rủi ro, rất nhiều.
Vậy thì rủi ro nhiều lắm gì? Chúng ta phải giảm rủi ro bằng cách chúng ta dịch chuyển, có lời chốt dịch chuyển dòng tiền. Đây nè, cho các bạn xem. Nên là ai mà vẫn còn mang cái tư duy là chốt non rồi thì các bạn còn khổ dài dài nha. À, hôm qua là tôi biết hơn ít hai tài khoản rồi. Đây, hôm qua là tôi biết hai tài khoản rồi. Ít hai tài khoản nè, anh em học anh em trong trong mọi mọi ít hai mẹ nó hết rồi này đó, chốt liên tục. Tài khoản bữa reset là 1.100, bây giờ lên 4.800 rồi, hơn ít hai rồi, ít hai ba rồi, reset cái group nè, group 3.800 reset là tài khoản còn 1.000, ok chưa? Ngàn thì đó, đây là những cái kinh nghiệm chia sẻ cho anh em đó. Các bạn thấy nguồn chốt không, nó lao lên nhưng mà chốt xong trễ nó. Cái nhiệm vụ của Marine chúng ta là kiếm tiền chứ không phải là mua vì giá trị của BBC nó sẽ lên 60k, 100k hay là 1 triệu đô, không phải như vậy. Cái đó là nhiệm vụ của spot, cái đó là mục tiêu của spot, mua đầu tư giá trị. Cái nhiệm vụ chúng ta là đầu tư vì giá, giá thì mua ở dưới lên cao bán, hoặc là bán ở trên cao xuống dưới mua lại, chứ có lời gì là giá. Được chưa? Đây là giá. Cho nên chốt xong mình lượm tiền không kể nó mới được. Từ đây lên đây lượm tiền, nó lên nữa là kệ nó. Phải hiểu, phải xác định cái tư duy đó ngay ban đầu trong đầu. Cái tư duy đó mà ngay ban đầu trong đầu không có, các bạn sẽ rất là mệt. Chốt xong rồi các bạn ôm tiền xong giá nó lên, các bạn cũng khổ, các bạn cũng bực, các bạn cũng khó chịu, các bạn cũng không vui. Bị chơi con mẹ gì nữa. Đúng không? Cho nên tôi nói thay vì là thấy vùng nó chốt xong lên nữa kệ cha nó. Tiền về túi, ngủ ngon mẹ nó rồi, quan tâm cái gì nhiều nữa. Đấy chưa? Đây là tài khoản spot của tôi nè. Tôi dùng cái cách đó. Cứ lấy tiền từ Marine bỏ qua spot xong rồi không, đúng không? Ví dụ như hôm qua cái rút lãi xong tôi bỏ qua spot đúng không, là kết hợp rút lãi Marine lướt spot, cỡ nào tài khoản không tăng bỏ qua spot, và bây giờ tôi nói các bạn spot nó lên thì tài khoản nó tăng, còn nếu mà thị trường nó xuống thì cũng không bị thiệt hại nhiều, tại vì spot nó như ít một vậy đó, nó giống Marine ít ít một vậy đó, đúng không? Tôi nói chốt lãi qua mua spot ngay đỉnh 4 giờ cũng được, nó gồng thời gian á thì nó cũng là đáy, mở qua D1 xem nó cũng là đáy, nó cũng là đấy. Cho nên cái chiến thuật này các bạn thấy nó lợi hại không ạ? À? Đấy, đây là chiến thuật mà tôi và mấy anh em ạ, học viên, trong những học viên đang 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 lên kế hoạch chạy. À, tôi nói chỉ có các ông giữ tiền cho mở đi nó mới cháy thôi. À, còn rút lãi mà bỏ qua bên spot á, không cửa nào cháy đó. Đây là đang làm cái đà uptrend, nó đang làm một cái kênh về về vĩ mô, nó đang là một cái kênh ngon nữa, đang đang tăng nữa, thì lo gì mà bỏ vô spot mà chết được, hiểu chưa? Tôi cho các bạn xem tài khoản có bao nhiêu rồi, không phải 90k, tôi chưa coi lại sáng nay coi bao nhiêu rồi. Đây chụp cái màn hình cho mấy ông xem. Hôm qua là 90k, để các bạn thấy cái sự lợi hại của cái việc là rút lãi qua spot. 95.5, ngủ dậy 5.000 đô, spot tăng lên 5.000 đô. Ngon không? Ngủ dậy spot tăng lên 5.000 đô. Vậy thì mắc cái giống gì mà chúng ta kiếm tiền nó không nhất thiết là cứ phải chăm chăm lao đầu vô thằng Marine. À, nhất định sống chết với thằng Marine. Gì? Đây. Đây. 50 95.000 lên lời 5.500. Spot tài khoản không spot đang lời 5.500. Rất là nhẹ nhàng. Không mà an toàn nữa. Bây giờ đặt cái trường hợp là sáng nay thị trường lên thì có lời 5.500. Còn thị trường mà nó xuống cũng không lỗ bao nhiêu cả. Cũng không lỗ bao nhiêu. Không lỗ nhiều, có cỡ nào mà lỗ được hơn 1.000, 2.000. Không. Đó. Rồi, hôm nay canh xuống bay lên và bữa nay là 27. Bữa nay tôi sẽ chốt cái dữ liệu volume của tháng 2 cho anh em bên channel, bên member thi giải tháng 2. Và sau 29 tháng 2 thì sẽ lọc lại cái mem bên channel thi giải. Chỉ có anh em bên tham gia bên channel thi giải tháng 3 thì ở lại thôi. Từ 1 tháng 3 cho đi, những cái bạn mà đăng ký sau thì không phải là 10 đô nữa mà là 20 đô một tháng. Ok ha, bên channel thi giải đó. Bên channel thi giải thì được nhận rất là nhiều quyền lợi. Cái tiền, cái quyền lợi, những cái quà tặng, những cái
những cái phần thưởng mà của sàn này gửi cho các bạn nó đã là 100 đô rồi, chứ đừng cho nó phí 20 đô trả là gì. Các bạn đã ít năm rồi vào, hoặc khả năng các bạn ít năm rất là cao rồi, ít năm lại phí rồi. Và hôm qua có một bạn nói một câu rất là hay, bạn nó nói với là bạn nó còn nhớ cái câu tôi nói, tiền và chi phí nó khác nhau, cái gì là chi phí thì không nhất thiết cao phải trả. Cho nên vừa rồi bạn nó vô trong General Marine, bạn đó thấy được, bạn nó đặt mục tiêu là nhanh chóng, đặt mục tiêu là nhanh chóng tìm được, thể được 20 đô phí mà để vào trong tháng tháng 3 tháng 4. À, rồi. À, và tôi vừa rồi tôi chốt được một cái lịch, tôi chốt được cái lịch học offline cho anh em học viên 2024. Anh đợt đợt này anh em học viên 2024 chốt dự kiến cái lịch là dự kiến cái lịch của tháng 3 là sẽ học vào ngày hai, có 2 ngày là ngày 23 và ngày 30. Cho nên sau hôm nay thì tôi cũng sẽ up cái thông tin để cho anh em học viên 2024 chúng ta đăng ký và sẽ ưu tiên cho các bạn mới ha. Thì mỗi cái phòng như vậy nó chỉ có khoảng 50 bạn tham gia, cho nên ưu tiên cho 50 bạn ở những bạn mới đầu năm 2024 đó, để các anh em tham gia đăng ký. Dự kiến là học vào ngày 23 và ngày 30, thì 2 ngày đó mỗi ngày sẽ tổ chức ở Hồ Chí Minh và Hà Nội. Chúng ta vừa vừa học online vừa được kèm offline nữa để cho nó khảo nó hiệu quả, ok ha. Thông tin như thế nào thì tôi sẽ báo bên channel 2024 sau cho các bạn đăng ký sau, ok nha. Ba anh em nha, hôm nay tăng xuống vài lần. Ừ. Nha.